học hành làm chi cho nhức đầu, anh đây lại chìm thế mới nhanh giàu. Mình giờ lưng danh khắp bốn phương, lên phây câu view thích hơn đến trường. Hãy sống với những con tèn độc hại, tuy rất tao thế nhưng có nhiều người xem. Mình là ông vua thế giới mà. Chồng ở đâu nào? Cụ Su Hào chồng ở bên Lào, Lào, Lào. Ôi sướng ghê nha, tao tỏ tình được na. Bên gốc cây đa ở đầu làng hôm qua. Ôi Tết năm nay vui rồi, đưa em na ra mắt thôi. Tao thì chỉ mong Tết thôi mà, tao được xem pháo hoa. Wow. Này anh em có nhớ tao không này? Kìa, ê đứa nào kia mày? À thằng cù nam trước chơi thân tao này, có đúng không hả mày? Giờ trông oách ghê xe sang nhỉ. Tao mới ở Tây Nguyên về, bây giờ đi khám phá xung quanh làng nề. Ok. Hello chào Xoan với Đào, đi làm về mình ra tắm ao. Dạo này mẹ Xoan thế nào? Thôi thì cho anh gửi lời chào. Vô duyên chẳng quen biết gì, thôi kệ bọn hâm hâm ấy đi. Phía trước nhà ông Dương cho mới dậy thì ông Dương này chắc chúng để trông đàn gà nhà đó to ghê. Mình thì cũng lâu mới về, có vài năm mà thay đổi ghê. Vô trong trộm chúng nó về, xong thịt luôn ta ăn Tết đê. Anh em đâu chuẩn bị tư thế, nhào vô đi. Hey! Con gà cục tác lá chanh, con lợn ùn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi, mà ơi đi chợ mua tôi củ diễn. Trèo lên dãy núi Thiên Thai, gặp chim đoan phượng gặp hai cái đùi. Oh yeah, yo yo yeah. Đi đâu vậy hai em, ra kia mình ăn kem. Xê ra để tao xem, anh muốn làm quen bọn em. Hey, anh muốn gì nhở, tôi hét lên giờ. Đừng em không nên như vậy chứ. Ôi là thôi, ok. Tổ sư con gái của tao nha mày. Chạy thôi chứ không ăn gậy. Bọn mày mà cứ đến đây trêu cò ngày, phạm gãy chân trùng mày. Trời sao nó đen như thế này, tao đánh rơi mất đôi giày. Mày chạy nhanh phạt đây chứ không quẻ tay. Bố đã dặn con rất nhiều, đi về làng na con phải ngoan. Biết rồi. Vừa rồi mày kêu gái làng, thế là sao đây con hả nàng? Thôi bây giờ con lớn rồi, con chỉ làm điều con thích thôi. Bố yên tâm, con không muốn nói nhiều lời. Nam ơi mày sao thế mày, trông mày buồn như thế không hay. À này tao có cái này, chúng mày chơi không vui cực đây. Anh em gọn ra phía này, không cẩn thận nổ sẽ mất tay. Tao đây đêm 1, 2, 3 phát, nổ luôn ngay. Các anh bị như thế này, là còn nhẹ khóc lóc cái gì. Tôi này nhẹ nhất cũng phải 50 năm hay xác định đi. Chú ơi bọn cháu biết tội, mong được về với mẹ cháu thôi. Chú tha tôi năm nay mất Tết luôn rồi. Thôi đây việc đã thế rồi, tôi xử phạt răn đe thế thôi. Mẹ cậu đã mong với đợi, cậu về đi xong nhớ sửa đôi. Ô cháu cảm ơn chú à, cháu về đây bye bye chú nha. Anh em ta cùng về đón Tết.